Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng cầu nguyện nha. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài một lần nữa, chúng con đến với Ngài buổi tối hôm nay. Trong tình thương của Chúa, chúng con sẽ cùng cầu nguyện với nhau. Chúng con sẽ học Kinh Thánh, chúng con sẽ chia sẻ, chúng con sẽ khích lệ. Lạy Đức Thánh Linh, xin Ngài giúp đỡ chúng con trong giờ này. Chúa dẫn dắt chúng con, hướng dẫn chúng con để trong ý muốn của Chúa. Vì Chúa nói với chúng con rằng ngoài Ngài ra thì chúng con không làm được gì hết. Cho nên chúng con làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho chúng con tạ ơn Cha. Chính Ngài là Đấng ban sức mạnh cho chúng con. Chính Ngài sẽ giúp cho chúng con hoàn tất được cái chương trình mà Ngài muốn đặt để trên mỗi người trong chúng con cảm tạ Chúa. Ngài che chở, Ngài bảo vệ anh em con trong những ngày dịch lệ này. Chúng con vẫn tiếp tục công bố rằng sẽ có dịch lệ lây ra trong tối tăm, và sẽ có muôn người sẽ ngã bên ngươi, vạn người sẽ ngã bên hữu ngươi, xong tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Còn cảm ơn Chúa, con công bố tai họa sẽ không đến gần chúng con. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng con trong mọi sự bình an. Còn cảm ơn Ngài, dù cho có hàng ngàn người sẽ ngã bên con và muôn người sẽ ngã bên hữu con, xong tai họa chẳng đến với mỗi người trong chúng con. Còn cảm ơn Ngài, con ngợi khen Chúa. Quý Chúa Giêsu, Ngài bao phủ che chở, gìn giữ, bảo vệ tất cả người thân chúng con, gia đình chúng con, anh em chúng con trong tình yêu của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. Chúng con dâng thời giờ này trong tay của Chúa. Ngài dẫn dắt, Ngài hướng dẫn chính con, Mỹ Hiền, được ơn của Ngài, định đem những lời để đem sự khích lệ cho bầy chiên của Chúa. Con tạ ơn Cha. Chúng con biết ơn Cha. Chúng con thành tâm hiệp ý và cầu nguyện ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa ban phước cho mọi người. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Sau khi tôi cầu nguyện, tôi mở mắt ra thì có một người đẹp ngồi kế bên tôi rồi. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Ngợi khen Chúa. Mọi người, chúng ta vẫn biết rằng là tuần lễ này là tuần lễ mà Chúa Giêsu chịu thương khó. Và đêm hôm qua tôi cũng có một cơ hội chia sẻ ngắn trên cái buổi tập hát về Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Và khi vào thành Jerusalem như vậy thì Ngài kêu gọi các môn đồ rằng hãy mở con lừa đang bị cột. Và cái con lừa nào đang bị cột, bị trói, và Chúa Giêsu muốn mở ra để đem đến cho Ngài, để Ngài sử dụng. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, buổi tối hôm nay tôi cũng công bố rằng người nào đang bị trói buộc ở trong nợ nần, nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài mở trói cho quý vị được tự do để Ngài dùng đời sống của quý vị. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố con người nào đang bị trói buộc trong sự nghiện ngập, Chúa Giêsu Ngài cũng sẽ làm cho được tự do, để rồi quý vị có thể được tự do đến với Chúa và thờ phượng Ngài. Amen. Amen. Và những người nào đang bị trói buộc bởi sự vất vả trong việc hôn nhân, tình cảm, đang bị trói buộc trong chuyện bệnh tật, đau yếu, hay là bị trói buộc trong bất cứ một lĩnh vực nào, thì nhân danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay tôi cầu nguyện công bố Chúa Giêsu Ngài sẽ là Đấng mở trói cho quý vị, đưa mỗi người trong chúng ta đến trước mặt Chúa để Chúa dùng chúng ta trong công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và không chỉ là chúng ta được giải cứu, chúng ta được mở trói, nhưng mà Chúa cũng muốn các môn đồ ra đi mở trói cho những con lừa đang bị cột. Thì Chúa cũng muốn dùng tôi và quý vị để ra đi mở những con lừa, những cuộc đời đang bị trói buộc trong nghiện ngập, trói buộc trong nợ nần, trói buộc trong bệnh tật, trói buộc trong bị rủa xả, bị trói buộc nhiều lĩnh vực, thì được mở trói để đưa đến Chúa để Ngài sử dụng trong những ngày sau này. Amen. Tạ ơn Chúa, con lừa đó đã được Chúa Giêsu cởi lên. Và khi mà Chúa Giêsu cởi lên con lừa nào, thì ngay lập tức lá cây được chảy ra, áo được chảy ra, và con lừa sẽ bước đi trong sự êm chân và trong tiếng Hosanna, Hosanna, phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến. Và khi con lừa rất là phấn khởi, vì sao? Vì được Chúa Giêsu cởi lên. Và khi mà con lừa được Chúa Giêsu cởi lên thì sẽ có tiếng tung hô. Thưa cầu nguyện cho bao nhiêu người buổi tối hôm nay muốn biết được rằng Chúa Giêsu Ngài ở trên đời sống chúng ta, bao lâu Chúa Giêsu còn cởi trên chúng ta, bao lâu Chúa Giêsu còn bước trên cuộc đời chúng ta, dù có nặng hơn một chút, dù có mệt mỏi hơn một chút, nhưng mà khi mà Chúa Giêsu còn ở với chúng ta thì sẽ có những sự khen tặng. Từ những thằng này thì Chúa biến thầy kia, từ con này Chúa biến thành cô nọ, nhưng mà khi Chúa Giêsu bước ra khỏi thì đâu cũng vào đấy mà thôi.
Cho nên nhờ ơn Chúa đừng bao giờ ra khỏi Chúa Giêsu, và vui lòng cũng đừng có bước ra khỏi Chúa Giêsu, và cũng đừng để Chúa Giêsu ra khỏi đời sống của mình. Amen. Tạ ơn Chúa. Khi bắt đầu chuẩn bị bước vào trong cái việc thương khó, và chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho chúng ta biết rằng chuẩn bị là thực hiện một công việc quan trọng, chuẩn bị đối diện với những công việc quan trọng, Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Và buổi tối hôm nay tôi cũng muốn mỗi người trong chúng ta học trong sự cầu nguyện, để mỗi người trong chúng ta cũng bắt chước trong sự cầu nguyện. Trước khi mà chúng tôi ra đây như vậy á, cô Mỹ Hiền đã có hơn một tiếng đồng hồ cầu nguyện cho riêng lúc đó, và tôi cũng vào tôi tham gia cầu nguyện hơn nửa tiếng chung với chị Ngọc Tuyết, chung với cô một số cô đó đã cầu nguyện xong thì mới ra đây. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa. Nếu Chúa không giúp đỡ, chúng ta không làm được gì cả. Quý vị amen tôi trong chuyện này không? Amen. Nếu Chúa không giúp đỡ, chúng ta không làm được đâu. Mình không thể nào đuổi quỷ mà nếu không nhờ danh của Chúa. Amen. Chúng ta không thể nào đuổi quỷ mà nếu chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không thể nào đuổi quỷ mà nếu chúng ta không có huyết của Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta nói mà không có lời Đức Chúa Trời thì lời văn tự vô nghĩa, mà lời Đức Chúa Trời mới đem sự sống cho mỗi người trong chúng ta. Chính lời Đức Chúa Trời đem sự giải cứu cho chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ nghe lời Đức Chúa Trời. Cô Mỹ Hiền sẽ đọc cho chúng ta từ đoạn sách Mát đoạn thứ 14 bắt đầu từ câu 32, và cô Mỹ Hiền sẽ đọc cho chúng ta đến câu số 40, rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ tiếp rồi đọc tiếp tục. Amen. Sách Mát đoạn 14 từ câu 32 cho đến câu 40 cô Mỹ Hiền sẽ đọc cho chúng ta. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa ở trong sách Mát đoạn thứ 14. Khi đó, khi đến một nơi kia gọi là Gethsemane, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khỏi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả. Xin cha cắt chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Rồi Ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa mà cầu nguyện như trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ, vì con mắt họ đã đừ quá, và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Yeah, amen. Đó là Kinh Thánh được chép ở trong sách Phúc Âm Mát đoạn thứ 14 từ câu 32 đến câu số 40. Câu 40. Và đang nói về Đức Chúa Giêsu, Ngài đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane. Cái địa danh đó là Gethsemane. Và Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu, Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hiện thân, mà khi thực hiện một công việc quan trọng, Chúa Giêsu cũng bước vào trong một nơi riêng tư để cầu nguyện với Cha của Ngài. Và Chúa Giêsu, Ngài là cứu Chúa của nhân loại, mà Ngài còn phải cầu nguyện nhờ cậy đến sự giúp đỡ từ Đức Chúa Cha, thì tôi và anh chị em cũng phải nhờ ơn Chúa, cũng phải cầu nguyện trong mọi lúc và mọi nơi. Amen. Amen. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chuẩn bị thực hiện một công việc rất là quan trọng. Chúa Giêsu Ngài không cậy sức riêng, Chúa Giêsu không dùng cái kinh nghiệm riêng, Chúa Giêsu không dùng một cái lý trí hay là một cái sự dẫn dắt của một con người nào đó, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài chọn lựa và Ngài quyết định làm. Chúa Giêsu Ngài bước vào trong sự cầu nguyện. Nhân cái ngày cái mùa lễ thương khó phục sinh này, tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta hãy trở lại vấn đề cầu nguyện á, là một cái điều gì đó rất là riêng tư. Cầu nguyện là một vấn đề gì đó mà cho chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Cha ở trên trời. Sự cầu nguyện đó đem đến sức mạnh cho mỗi người trong chúng ta. Sự cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta nhạy bén và cảm tạ Chúa. Buổi trưa hôm nay tôi cũng có nói chuyện với vợ tôi là
Vợ tôi hỏi tối nay anh chia sẻ tiếp tục điều gì, và tôi bắt đầu tôi cầu nguyện. Và tôi cầu nguyện xong thì tôi nói là ồ, Chúa Giêsu cầu nguyện thì mình cũng cầu nguyện. Và tôi nói là cầu nguyện và cầu nguyện. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, chính ông mục sư nổi tiếng của thế giới Cho Dương Ghi, ông nói là cái điều quan trọng ưu tiên một của Cơ Đốc nhân là cầu nguyện. Và ưu tiên thứ hai của Cơ Đốc nhân cũng không kém thành phần quan trọng, đó là cầu nguyện. Và cái ưu tiên thứ ba của Cơ Đốc nhân muốn làm xong mọi việc tốt đẹp là phải cầu nguyện. Như vậy cầu nguyện là chúng ta có một mối tương giao với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, muốn nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ cho con hoàn thành nhiệm vụ. Xin Ngài giúp đỡ cho con đắc thắng cám dỗ. Xin Ngài giúp đỡ cho con để hiểu biết ý muốn của Ngài. Xin Ngài giúp cho con để con không được đi sai ý muốn của Chúa, mà con được đi trọn trong đường lối của Chúa. Amen. Như vậy buổi tối hôm nay, muốn thực hiện một công việc quan trọng, xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em hãy hạ lòng xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ trên thế giới này mà chúng ta biết rằng là con người ta bắt đầu hạ mình xuống cầu nguyện nhiều như trong lúc này. Sáng nay thì tôi có xem một lượt qua trên Facebook. Tôi thấy từ ở Brazil cũng quỳ gối cầu nguyện khắp đường phố. Rồi ở Mỹ cũng cầu nguyện ngoài công viên. Ở Philippines cầu nguyện trong siêu thị. Indonesia cầu nguyện ở ngoài đồng. Và khắp mọi nơi, từ ông thủ tướng cho đến người dân, khắp mọi người đều quỳ gối và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Amen. Ông thủ tướng của ông tổng thống của Philippines, ông này là một cái tay gọi là, xin lỗi dùng cái từ gọi là hơ ngang bướng, và ông hay chửi Chúa Giêsu và ông hay chửi Đức Chúa Trời. Và ông nói tại sao mà mình phải nhờ đến Chúa, tại sao mà mình phải đem câu chuyện của ông Adam và Eva ra, và ông luôn nói những lời mắng mỏ, mà ông hay chửi bậy lắm. Chửi bậy lắm chứ không phải là chửi thường. Nhưng một ngày kia thì đây là cái nguồn của lời sự sống đã chia sẻ cho chúng ta biết rằng, một ngày kia ông đang đi trên chiếc máy bay từ ở bên Nhật trở về nước, thì mọi người đang ngủ hết, thì ông nghe một tiếng phán rằng nếu ngươi không chịu hạ mình, nếu ngươi không chịu ăn năn, nếu mà ngươi không chịu cầu nguyện, ta sẽ giết ngươi trong chuyến bay này. Và ông dồn quanh lại, ông thấy tất cả mọi người trong nội các ông ngủ hết, mà ai nói như vậy? Thì ông hỏi Chúa một lần nữa. Thì Chúa nói là ta là Chúa, ta là Giêsu đây. Từ đó ông sản hồ, ông ăn năn, ông hứa trước công chúng rằng ông không nói láo nữa. Quý vị lên Google search vào là Tổng thống Philippines hứa rằng không chửi bậy về Chúa nữa. Rồi Tổng thống Philippines bắt đầu kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày. Chúng ta thấy rằng có trong Google và được truyền rãi khắp mọi nơi. Ông về ông kêu gọi cả đất nước của ông hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa, giống như là ông vua của tại thành Ninive lại. Wow! Đức Chúa Trời vẫn còn sống động, Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ, Đức Chúa Trời vẫn còn phán. Ngày xưa Ngài phán với đời sống của Saulo thế nào, thì ngày hôm nay Ngài vẫn còn phán với mỗi một người trong chúng ta. Ngài vẫn còn phán với những người cứng cỏi, những con người phản bội Chúa, để đưa họ trở lại trong sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Amen. Và có người nói với tôi như thế này: ước gì Đức Chúa Trời cũng phán điều đó với những người trong bậc cầm quyền của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta hoan nghênh điều đó. Chúng ta mong rằng một ngày nào đó, chính Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ hiện ra, Ngài sẽ phán bảo với những người lãnh đạo đất nước Việt Nam, kêu gọi mọi người từ bỏ xì ke ma túy, kêu gọi mọi người từ bỏ bia rượu nhậu nhẹt xấu xa, kêu gọi mọi người từ bỏ cái việc mà thù hận giết người, kêu gọi mọi người là từ bỏ những quán bar, quán rượu tội lỗi, mà quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Kêu gọi mọi người từ bỏ mê tín dị đoan, từ bỏ tất cả những xấu xa tội lỗi, những đồng bóng hồi cốt dơ giấy, những cái sự mê tín dị đoan bậy bạ cờ bạc rượu chè lui ra khỏi. Và chúng ta mong muốn rằng Chúa làm một việc đó để cứu dân tộc Việt Nam chúng ta quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người muốn điều đó, giơ tay lên tôi xem nào. Bao nhiêu người muốn đất nước Việt Nam chúng ta cũng có những bậc lãnh đạo kính sợ Chúa, sẽ có những cái nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người muốn điều đó? Bao nhiêu người khao khát thấy được rằng những quán bar sẽ trở thành
nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Những tay trộm cướp trở thành người phục vụ Chúa. Những tay xì ke ma túy trở thành người hầu việc Đức Chúa Trời. Những cái tay mà gian lận giết người bậy bạ xấu xa trở thành những con công cụ sắc bén trong tay của Chúa. Bao nhiêu người muốn điều đó? Tôi muốn điều đó. Amen. Tôi giơ hai tay luôn. Hallelujah. Amen. Nhưng mà muốn được điều đó thì chúng ta cần phải bước vào trong sự cầu nguyện. Amen. Chúa Giêsu ngài chuẩn bị bước vào cái chỗ mà ngài để cho người ta đóng đinh ngài, để ngài gánh tội cho nhân loại này, thì Đức Chúa Giêsu ngài cũng bước vào trong sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và chính cái sự cầu nguyện giúp cho Chúa Giêsu đắc thắng được mọi sự cám dỗ. Amen. Bao nhiêu người muốn đắc thắng sự cám dỗ? Giơ tay lên cho xem nào. Bao nhiêu người khao khát mình đắc thắng sự cám dỗ, đắc thắng những tội lỗi xấu xa, đắc thắng những sự yếu đuối mệt mỏi, đắc thắng những sự ngã lòng buồn chán, đắc thắng được tất cả những sự ham mê của trần thế này, ham mê của dục vọng, ham mê của tội lỗi, thì ngay trong giờ này, Chúa ơi, xin ngài ban cho con, giúp đỡ cho con đắc thắng sự yếu đuối, đắc thắng sự ngã lòng, đắc thắng tội lỗi để con có thể làm thành ý muốn của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Các ngươi ở tại đây ta đi cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng thì ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu ngài cũng kinh hãi. Đức Chúa Giêsu ngài cũng sầu não. Nhưng mà thay vì ngồi đó kinh hãi, thay vì sầu não thì ngài tiếp tục ngài bước vào trong sự cầu nguyện. Hỡi ông bà anh chị em, nếu chúng ta đối diện với những cái nan đề lớn, đối diện với những nhu cầu kinh khủng, đối diện với những cái điều mà làm cho chúng ta bối rối, đối diện với Covid-19, đối diện với Corona, đối diện với là những cái sự khủng hoảng khó khăn, thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ngồi đó mà xào não, sợ hãi, kinh khủng thì chúng ta biết rằng nó sẽ giết chúng ta, nó sẽ giết chúng ta. Nhưng thay vì sợ hãi, thay vì xào não, thay vì phiền muộn thì chúng ta học nơi Chúa Giêsu là càng phiền não chừng nào thì càng chạy đến với Đức Chúa Cha trong sự cầu nguyện từ đó. Amen. Càng phiền não chừng nào thì càng bám chặt lấy Chúa chừng đó. Càng phiền não chừng nào thì càng kêu cầu: Chúa ơi, xin ngài cứu con. Chúa ơi, xin ngài giúp đỡ cho gia đình con. Chúa ơi, xin ngài giải quyết cho con. Con tin chắc rằng không có điều gì mà Chúa để quá sức con đâu. Amen. Amen. Và cảm tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu đã bước vào trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Ngày cầu nguyện rồi ngày đi một đổi câu số 34. Ngài phán cùng ba người rằng: linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi ở đây và tỉnh thức. Rồi ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và Chúa Giêsu ngài thấy cái chén đắng của tội lỗi, cái chén tội lỗi của nhân loại, tất cả những tội lỗi chuẩn bị trút hết lên cho ngài, chuẩn bị đổ hết lên cho ngài. Đối diện với sự kinh khủng sầu não như vậy, Chúa Giêsu sắp mình xuống đất, Chúa Giêsu cầu nguyện và Chúa Giêsu mong muốn rằng cái điều này qua khỏi đời sống của mình. Bao nhiêu người cũng trong chúng ta buổi tối hôm nay biết rằng: Chúa ơi, xin ngài khiến cái con Corona này nó ra khỏi gia đình của con. Chúa ơi, xin ngài biến cái con virus Vũ Hán này nó biến ra khỏi Việt Nam con. Chúa ơi, con công bố rằng con đón nhận Chúa Giêsu vào trong đất nước con và nhân danh Chúa Giêsu con khước từ cái con virus Vũ Hán, con khước từ con virus Corona, con khước từ tất cả những sự đau thương bệnh tật đó và con đẩy lùi nó ra khỏi, và con mong muốn rằng Chúa sẽ làm đầy trọn tình yêu của ngài, sự sống của ngài trên dân tộc con, trên gia đình con, trên hội thánh của ngài, và danh của ngài sẽ được vinh hiển mọi lúc và mọi nơi. Amen. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa Giêsu ngài đang hiện diện tại nơi đây và Chúa Giêsu ngài đang thấy mỗi người trong chúng ta. Tôi biết được rằng cũng có một số người đang sầu não. Chúng ta không sầu não về cái đinh mà sẽ đóng vào tay, vì Chúa Giêsu đã mang cho chúng ta điều đó rồi. Chúa Giêsu đã mang thay cho chúng ta rồi, chúng ta không cần phải mang nữa. Nhưng mà đôi lúc một số người đang sầu não về công việc làm của mình, có một số người đang sầu não về kinh tế của mình, có một số người đang sầu não về túi tiền của mình,
Có một số người đang sầu não về công ăn việc làm, về tài chánh, về hôn nhân, về tình cảm, về nhiều điều chúng ta đang đối diện, đang sầu não. Thì nhân danh Chúa Giêsu trong giờ này tôi công bố rằng, Chúa ơi, Ngài đến một nơi xa, Ngài xốc mình xuống, Ngài cầu nguyện. Thì ngay trong giờ này con cũng công bố rằng, con đến trước và Ngài, con cũng cầu nguyện với Ngài. Chúa ơi, Ngài sẽ giải cứu, Ngài sẽ giúp đỡ con. Ngài, Chúa Giêsu Ngài bước phán rằng, Ngài phán rằng, A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay muốn nói với Chúa rằng, cha ơi, xin không theo điều con muốn, mà xin điều cha muốn. Không phải làm theo ý của con, mà xin ý của cha được nên trên đời sống của con. Ý của Chúa được nên trên đời sống của con. Mà ý của Chúa là gì? Ý của Chúa là Chúa muốn chúng ta đắc thắng sự cám dỗ. Ý muốn của Chúa là Chúa muốn chúng ta đắc thắng sự sợ hãi. Ý muốn của Chúa là Chúa muốn chúng ta được thành công. Ý muốn của Chúa là Chúa muốn chúng ta được kết quả, đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Ý muốn của Chúa là Chúa muốn chúng ta được tự do, được tự do trong mọi hoàn cảnh, tự do như con lừa đã được mở, tự do để đi đến với Chúa, tự do để thờ phượng Ngài, tự do trong tài chánh, tự do trong sự nhóm lại, tự do trong việc làm chứng, tự do trong mọi mặt. Ý muốn của Chúa là thành công, là tốt đẹp, là ích lợi, là mỗi một người trong chúng ta được cứu trong ý muốn của Ngài. Amen. Chúa yêu mỗi người trong chúng ta. Phần của Chúa là Chúa đã cầu nguyện thì Chúa đã đắc thắng được sự cám dỗ, Chúa đã đắc thắng được cái sự tấn công, Chúa đã đắc thắng được sự ngã lòng. Nhưng mà riêng các môn đồ họ như thế nào? Họ có cầu nguyện không? Rồi họ sẽ gặp những điều gì? Cô Hiền sẽ chia sẻ và nhắc nhở cho chúng ta một vài điều để khích lệ cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Em chào mọi người rồi, anh sẽ chia sẻ tiếp. Amen. Dạ, xin kính chào các đầy tớ Chúa và con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa. Như lời của Chúa qua đầy tớ của Ngài cho chúng ta biết về cái tấm gương của Đức Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài là vua của các vua, Ngài là Chúa của các Chúa. Amen. Nhưng mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu chúng ta để lại cho chúng ta nhiều cái tấm gương hầu cho chúng ta noi dấu chân của Ngài. Amen. Và một trong những cái tấm gương nổi bật, tấm gương mà chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta cần phải làm theo Cha thiên đàng của chúng ta, đó là sự cầu nguyện. Amen. Và sự cầu nguyện đó là chìa khóa để mà mở toang tất cả những cánh cửa của sự phấn hưng. Cảm ơn Chúa. Sự cầu nguyện mở toang tất cả những cái cánh cửa của sự đóng chặt, những cánh cửa của bệnh tật, những cánh cửa của sự đói nghèo, những cánh cửa của sự thất vọng, những cánh cửa của sự buồn chán. Và tất cả mọi cánh cửa phải phá tung trước cái sự cầu nguyện. Amen. Chúng ta nhớ khi mà hai môn đồ của Chúa Phaolô và Sila trong ngục tù, thì bởi cái sự cầu nguyện của hội thánh mà tất cả những cái tù ngục phải rúng động, tất cả những cái xiềng xích phải tháo ra. Amen. Vì lời cầu nguyện của hội thánh của Chúa, vì lời cầu nguyện của những người công bình. Vì Kinh Thánh Chúa nói là người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Amen. Và chúng thấy là có rất là nhiều những đề tới Chúa trong Kinh Thánh đã kinh nghiệm sự cầu nguyện. Bởi sự cầu nguyện mà trong cái thời điểm của ông Daniel, Chúa đã bịt mồm sư tử. Amen. Bởi sự cầu nguyện mà các bạn của Daniel được giải phóng ra khỏi hồ lửa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên ông Daniel, ông biết được cái bí quyết để đắc thắng mọi sự, không phải bởi tài ba, không phải bởi khôn ngoan, không phải bởi học thức, không phải bởi sự tính toán, nhưng mà cái bí quyết dẫn đến sự đắc thắng đó là cầu nguyện. Amen. Cho nên là có cái lệnh của vua và có rất là nhiều người bên cạnh ông chống đối với sự cầu nguyện, và ngay cả lệnh của vua cũng cấm không được kêu cầu cùng Chúa. Nếu mà kêu cầu cùng Chúa thì bị giết. Nhưng mà ông Daniel, ông chúng thấy là ông hiểu được cái bí quyết này, cho nên là thà ông bị giết chứ ông phải kêu cầu Chúa, ông phải cầu nguyện. Amen. Tại vì nếu không cầu nguyện đi thì đối với ông Daniel là thà chết thì sướng hơn. Amen. Cho nên là chúng thấy là trong đời của bà ACT thì chúng thấy là dù lệnh của vua đã ban dân Judah phải bị tuyệt diệt, và ai mà không thờ vua, thờ đấng khác thì cũng phải bị giết. Nhưng mà chúng thấy cảm ơn Chúa là ông Mạc Đô Chê, ông đã
biết được cái bí quyết để thay đổi được cái lệnh của vua, chỉ có một điều duy nhất là phải cầu nguyện. Và bà ECT, bà đã được huấn luyện, được giáo huấn, được dạy dỗ từ trong gia đình tin kính Chúa, từ trong lời của Chúa. Cho nên là bà cũng kêu gọi quốc gia của bà, kêu gọi dân tộc của bà, kêu gọi những người thuộc về Chúa hãy hạ lòng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Và chúng thấy là kết quả của những người con cái Chúa, đầy tớ Chúa hạ lòng cầu nguyện thì lệnh vua cũng phải thay đổi. Amen. Và sự công bình phải được thực thi. Cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa. Cho nên lý do đó thì chúng ta biết rằng ma quỷ nó cũng biết rằng đầy tớ Chúa mà con cái Chúa mà đắc thắng trong sự cầu nguyện thì họ sẽ có một đời sống thành công. Xác thịt nó cũng biết rằng là nếu mà con cái Chúa mà để tự do cầu nguyện thì cái quyền lực của nó sẽ bị vô hiệu quá. Công việc của nó phải bị tiệt diệt, phải bị phá hủy. Cho nên có rất là nhiều cách để mà nó cản trở các đầy tớ Chúa và con dân Chúa, những người thuộc về Ngài trong sự cầu nguyện. Chúng ta để ý là tại nơi đây các môn đồ của Chúa ở trong sách Mác đoạn thứ 14 chúng ta vừa mới đọc. Thế là Chúa Giêsu nói với họ rằng các ngươi hãy thức canh và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Các ngươi hãy thức canh và cầu nguyện. Và Kinh Thánh diễn tả là tâm thần của họ thì muốn lắm. Họ rất là muốn. Nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Vì cớ ma quỷ nó tấn công vào xác thịt của họ. Vì cớ ma quỷ nó cản trở xác thịt của họ. Vì cớ ma quỷ nó có những cái kế hoạch trên xác thịt của họ. Cho nên là họ không thể nào thắng được. Họ không thể nào thắng được. Cho nên là mặc dù Chúa Giêsu có nhắc đi nhắc lại hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện để các ngươi không sa vào trước cám dỗ. Chìa khóa ở đây là phải cầu nguyện. Họ biết lời Chúa đó, họ nghe lời Chúa đó, nhưng mà họ không thắng nổi. Họ không thắng nổi. Cho nên Chúa Giêsu ngày trở lại lần thứ nhất, họ cũng ngủ. Rồi Chúa Giêsu tiếp tục đi cầu nguyện, trở lại lần thứ hai, họ vẫn còn ngủ. Dạ, họ vẫn còn ngủ. Vì cớ sao? Vì cớ ma quỷ có nhiều cái chiêu trò, có nhiều cái cách để mà làm cho họ bị ngủ. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì cớ ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong thời kỳ ân điển. Amen. Thời kỳ mà Đức Chúa Giêsu ngày ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Mấy ngày trước chúng ta học về Đức Thánh Linh, Ngài chính là Đấng yên ngủi. Đức Thánh Linh Ngài là thần lẽ thật. Amen. Và Đức Thánh Linh cũng là Đấng quyền năng để đem cho tôi và anh chị em có một đời sống đắc thắng trong sự cầu nguyện. Amen. Cảm tạ Chúa. Và chúng ta thấy là khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống trên hội thánh đầu tiên thì chúng ta thấy là họ cầu nguyện trong sự rầm rộ. Cảm ơn Chúa. Họ cầu nguyện trong sự mạnh mẽ. Mặc dù là thời điểm đó mà ai mà thuộc về Chúa Giêsu thì nhiều cái sự tấn công và bắt bớ, nhưng mà họ không hề sợ hãi, họ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Họ kiên ngăn cầu nguyện, họ kêu gào với Chúa, họ tìm kiếm Chúa. Cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Linh Ngài ban cho họ, Đức Thánh Linh ban của Ngài ban cho họ năng lực để mà họ đời sống, có một đời sống đắc thắng. Đắc thắng. Cho nên hỡi các con cái Chúa và đầy tớ Chúa, hãy hiểu được cái bí quyết buổi tối ngày hôm nay trong lời của Chúa để đắc thắng được cái sự ngủ nghỉ. Tôi không nói về xác thịt, tôi muốn nói về cái sự ngủ nghỉ, về trong cái sự mệt mỏi nào đó. Giống như là một sư phong đã giải thích cho chúng ta là có thể ngủ về cớ công việc làm, đức tin bị ngủ, bị lui đi, bị nguội đi vì cớ có nhiều cái hoàn cảnh nó đang tấn công vào các đầy tớ và con dân của Chúa. Nhưng hỏi các đầy tớ và con dân của Chúa buổi tối hôm nay, tôi kêu gọi tôi và tất cả mọi người hãy nhờ cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh. Amen. Hãy hạ lòng xuống và hãy nói Đức Thánh Linh ơi, xin hãy dạy con cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh ơi, hãy ban năng lực cho con cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh ơi, hãy khai phóng trong sự cầu nguyện cho đời sống con. Chúng ta thấy người cầu nguyện luôn luôn bị tấn công mà nhiều mặt lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi chúng ta hạ lòng xuống và nhờ cậy Đức Thánh Linh thì chính Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt thắng. Cảm ơn Chúa. Dạ không, anh Phong mới nói là chúng tôi trong cái buổi, trong cái nhóm cầu nguyện chúng tôi, nãy giờ chúng tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện. Nó không phải là dễ đâu. Nó không phải là dễ đâu thưa các đầy tớ và con cái của Chúa. Dạ. Chúng tôi cũng chiến đấu nhiều lắm tại vì là phụ nữ mà. Công việc gia đình rồi đủ thứ các mối quan hệ. Dạ. Rồi có rất là nhiều điều để mà chi phối. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng tôi có lời của Ngài để đắc thắng. Và chúng tôi học được bí quyết là không thể nào mà
có quyền năng nếu thiếu sự cầu nguyện. Không thể nào lời nói chúng ta được sức giàu khi chúng ta thiếu sự cầu nguyện. Không thể nào lời nói chúng ta đụng chạm đến người khác khi thiếu sự cầu nguyện. Cũng không thể nào lời nói của chúng ta đem đến sự an ủi, khích lệ anh chị em chúng ta mà nếu chúng ta thiếu sự cầu nguyện. Chỉ có sự cầu nguyện, chỉ có quyền năng trong sự cầu nguyện mới đem đến đời sống của tôi và anh chị em được đắc thắng. Amen. Lý do đó tôi xin Chúa giúp đỡ để rồi mọi người chúng ta hãy hạ lòng xuống, hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh. Xin Ngài dạy con, xin Ngài giúp đỡ con, xin Ngài cho con hiểu được lẽ thật trong sự cầu nguyện. Amen. Để con sẽ có một đời thắng, một đời sống đẹp lòng Ngài, để con có một đời sống xứng đáng trước mặt Ngài, để con có một đời sống vượt thắng, để danh của Ngài được vinh hiển. Cảm tạ Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các đầy tớ và con cái Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Chúng ta biết rằng nếu mà sự cầu nguyện là chuyện bình thường á, thì Chúa Giê-xu Ngài không bước vào trong sự cầu nguyện. Amen. Nếu cầu nguyện là bình thường á, thì Chúa Giê-xu Ngài không kêu gọi các môn đồ của Ngài cầu nguyện. Nhưng mà khi mà Chúa Giê-xu Ngài phán điều gì, Ngài bảo điều gì, Ngài nói điều gì, là chắc chắn là điều đó phải là quan trọng. Phải là quan trọng. Cho nên tôi tin vào ai nói thì tôi còn nghi ngờ. Nhưng mà riêng Chúa Giê-xu nói thì chúng ta không được phép nghi ngờ. Amen. Vì lời Đức Chúa Giê-xu là quyền năng. Lời Chúa Giê-xu đem đến sự sống. Lời Đức Chúa Giê-xu có sự sức giàu. Lời của Đức Chúa Giê-xu đem sự giải phóng. Và lời Đức Chúa Giê-xu đem đến sự nâng đỡ, khích lệ và chỉ cho chúng ta một đường để mà đi, lối để mà sống và cách như thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng mà Đức Chúa Trời muốn dành trên mỗi người trong chúng ta. Cho nên tôi tin vào lời Kinh Thánh là lời sống và linh nghiệm. Lời Kinh Thánh sẽ giúp đỡ cho chúng ta như là kim chỉ nam. Và cảm ơn Chúa, bây giờ Kinh Thánh chép như thế này. Chúng ta thấy trong câu số 35: rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cắt chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều cha muốn. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay cầu nguyện rằng: cha ơi, không theo điều con muốn mà xin theo điều cha muốn. Con muốn thì con muốn cái gì đó thoải mái, con muốn thì con muốn cái điều gì đó tốt cho con muốn mà cái điều gì đó dễ dàng, con muốn thì cái điều gì nào đó lợi cho con. Nhưng mà cha muốn, cái điều này nó rất là khó. Nhưng mà trong cái khó đó, nó đưa chúng ta đến cái chỗ mà làm trọn theo ý muốn của cha ở trên trời. Amen. Ý của cha trên trời dành trên đời sống chúng ta, chúng ta biết rằng là tốt lành. Thậm chí cả vấn đề mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh, mà nếu mà xin ý của Ngài đầu tiên á, thì Ngài muốn là sao? Đừng mang cái chén này, đừng uống chén này, đừng cái đinh những đừng vào thân của Ngài và để cho Ngài thông thả. Nhưng mà nếu như vậy, Chúa Giê-xu Ngài không chịu những lần roi, Ngài không chịu những lần đòn, thì chúng ta không được sự chữa lành. Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết thì chúng ta không được sự sống trên thiên đàng. Nếu Chúa Giê-xu không đền tội thì tất cả nhân loại cũng phải ở trong tội lỗi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ý muốn của Đức Chúa Cha là sao? Chúa Giê-xu sẽ trở thành một sinh tế. Chúa Giê-xu trở thành một con chiên con làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Và Chúa Giê-xu chịu hy sinh đền tội cho cả nhân loại, trong đó có tôi và quý vị. Khi học tới đây một lần nữa, tôi muốn hỏi quý vị rằng chúng ta biết ơn Chúa không? Amen. Chúng ta biết ơn Chúa không? Amen. Biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng mỗi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến của Chúa. Thật ra thì không có ai muốn có con virus corona này đến với thế giới này đâu. Nó virus corona là cái con làm cho bao nhiêu người bực bội và khó khăn và mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nhiều người chỉ quá tập trung vào con virus mà lại quên đi cái chương trình trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Cái con virus corona có chút xíu như vậy á, mà chúng ta biết rằng nó có thể làm cho người ta ngừng chiến. Cái con virus corona có chút xíu như vậy á, mà nó làm cho nhiều giá xăng, giá dầu phải giảm xuống. Con virus nó xuất hiện có chút xíu như vậy á, mà nó làm cho bầu trời được trong sạch. Con virus nó có chút xíu xuất hiện như vậy á, mà làm cho những con thú được sạch sẽ hơn. Và con virus nó xuất hiện một cái thì làm cho lòng của người ta hiền lành xuống, hạ lòng xuống và yêu thương hiệp một.
Cho nên chúng ta biết rằng trong cái sự xấu, và Chúa biến cái sự xấu trở thành cái điều tốt cho mọi người trong chúng ta. Vì lý do đó, trong cái hoàn cảnh này, tôi kêu gọi mỗi người trong chúng ta đang nghe của chương trình buổi tối hôm nay, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta rằng sao? Chúng ta không lầm bầm, không oán trách, không giận hờn, không nói lời cay đắng, không đổ thừa. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta hạ lòng xuống và nói rằng: Chúa ơi, qua cái vụ virus này, Ngài dạy cho con điều gì? Chúa ơi, qua cái tình trạng của virus corona này, sẽ dạy cho thế giới điều gì? Và Chúa ơi, qua cái tình trạng dịch lệ này, Chúa dạy cho những bậc nhà giàu điều gì? Chúa ơi, qua những cái về dịch lệ này, Chúa dạy cho những bậc lãnh đạo trên thế giới này điều gì? Hết thảy đều phải quỳ gối xuống tin nhận Chúa Giêsu để tội được tha và linh hồn được cứu. Tất cả mọi sự rồi sẽ tan biến, tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi, tất cả mọi sự rồi sẽ hư vô. Nhưng mà ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Nếu chúng ta ở trong sự cầu nguyện, nếu chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, nếu chúng ta có một mối tương giao với Chúa, thì tôi tin chắc rằng Chúa luôn luôn biến điều xấu trở thành điều tốt cho nhân loại này. Chúa có thể biến điều xấu trở thành điều tốt cho tôi và anh chị em. Có thể rằng chúng ta sẽ bị thiệt thòi một vài cái nhỏ nhỏ, nhưng mà trái lại, chúng ta sẽ được cái sự sống đời đời trên thiên đàng. Đôi lúc chúng ta sẽ bị mất mát một vài điều nhỏ nhỏ, nhưng mà cảm tạ Chúa. Có một số người nói như thế này nè: trước đây gia đình của họ ít có khi nào có thời giờ mà vợ chồng con cái ngồi lại với nhau. Vì vợ đi làm buổi sáng, chồng đi làm buổi tối, con đi học từ sáng đến chiều, rồi học thêm, học bớt, học tùm lum lá. Và đứa con học nó căng thẳng vậy, và nó muốn đau thần kinh, và nó đuối quá. Nếu như không có con virus corona đó, thì mấy ngày nay tôi đảm bảo là trẻ em khắp đất nước Việt Nam học điên đầu, học ngày, học đêm, học thêm Chủ nhật, học ngày không đủ, tranh thủ học ban đêm, học thêm ngày Chủ nhật, học quá trường vậy, học vất vả, rồi học tơi tả, rồi học trở thành đi đến mùa mã, rồi cũng như là te tua tơi tả như vậy. Nhưng mà rồi tạ ơn Đức Chúa Trời, qua con virus mà các em được nghỉ ngơi, các em được chăm sóc, gia đình được tỉnh táo và dành thời giờ với nhau. Thôi, cảm tạ ơn Chúa. Như vậy đủ rồi Chúa ơi. Chúa dạy nhân loại chúng con dạy đủ rồi. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Ngài đẩy lùi con virus đó ra khỏi thế giới này, ra khỏi nhân loại này, để thế giới trở lại cuộc sống bình thường. Và mong rằng sau khi con virus này đi qua, nhưng mà hết thảy mọi người ở lại đều kính sợ Đức Chúa Trời. Amen. Amen không quý vị? Amen. Amen không quý vị? Bao nhiêu người mong muốn rằng sau khi con virus corona này đi qua thì gia đình chúng ta tiếp tục yêu mến Chúa. Bao nhiêu người muốn sau khi con virus corona đi qua thì lãnh đạo đất nước chúng ta yêu mến Chúa. Bao nhiêu người muốn con virus corona này sau này nó biến đi á, thế giới này sống yêu thương và thuận hòa. Bao nhiêu người mong muốn rằng sau khi con virus này nó đi qua đó thì tất cả mọi người đều ăn năn tin nhận Chúa để tội được tha và linh hồn được cứu. Amen. Tôi cảm tạ ơn Chúa. Chúa biến điều tệ hại trở thành điều tốt lành cho mỗi người trong chúng ta. Vì lý do đó Phaolô nói với người Roma rằng: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Xin ý cha được nên. Chúng ta cùng nói với tôi một lần nữa: xin ý cha được nên. Nó lớn lên, nó lớn cho người lân cận trong gia đình mình nghe luôn. Xin ý cha được nên, không theo ý của con, mà xin ý của Chúa được nên. Amen. Xin ý của Chúa được nên trên gia đình con, xin ý của Chúa được nên trên dân tộc con, xin ý của Chúa được nên trên hậu thánh của Ngài. Amen. Tôi mong một điều rằng sau khi con virus này tràn quét qua rồi á, các mục sư không ai còn cương với nhau nữa, không ai còn nói bài chiên tôi đông hơn bài chiên anh nữa. Bài chiên đông mà cuối cùng nhóm là Chủ nhật cũng một vài người thôi, trong ban cái đoàn thôi, để rồi tất cả mọi người đều nhóm online. Rồi có người nhóm có 5-7 người bây giờ cũng vậy. Cho nên đứng trước mặt Chúa không ai khoe khoang cái gì cả đâu. Amen. Không còn gì khoe khoang đâu. Đừng có vỗ ngực xưng tên hội thánh tôi nhóm lại mấy ngàn. Không, mấy ngàn là chuyện của anh.
tạ ơn Chúa, Chúa ban phước cho anh. Như vậy anh cũng đừng vỗ ngược xưng tên. Nhưng mà những người ít như vậy đừng, cũng đừng tấn công những người đông. Mỗi người trong chúng ta đều học một bài học cả. Amen. Đứng trước mặt Chúa thì mọi xác thịt đều phải hạ lòng xuống, quý vị ơi. Phải cầu nguyện với Ngài, phải nhờ cậy nữa Ngài, phải tin vào Ngài. Ngoài Đức Chúa Trời ra không ai cứu nhân loại này được đâu. Đừng có bẻ tre mà chống trời. Amen. Đừng có bẻ tre mà chống trời. Chúng ta phải nhờ cậy Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giêsu Ngài không ra tay á, nếu mà không qua những người công bình á, thì tai họa nó không giảm bớt, thì chẳng có ai được cứu cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả, xin Cha cắt chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn. Rồi Ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán: Còn Phi-rơ, Simon ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Tại sao Chúa đến, Chúa không khèo ông Gia Cơ, Chúa không khèo ông Giăng, mà Chúa khèo ngay ông Phi-a-rơ? Tại sao? Chúa biết rằng: Phi-a-rơ ơi, trong đêm này con sẽ chối ta thứ ba lần con ạ. Con ơi, con cầu nguyện đi. Nếu con không cầu nguyện thì con sẽ chối bỏ ta. Con sẽ từ chối. Tôi không biết Ngài là ai. Tôi không phải là đạo Tin Lành. Tôi không thuộc về Chúa Giêsu. Tôi không phải là nhóm tư gia. Tôi không phải là nhóm ân tứ. Tôi không biết nói ngôn ngữ mới. Tôi dễ thường, nếu chúng ta không cẩn thận, mình sẽ từ khước ân tứ của Chúa, từ khước những điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta, hãy cầu nguyện để khỏi xa vào trước của sự cám dỗ. Amen. Hãy cầu nguyện để khỏi xa vào trước của sự cám dỗ. Tôi thấy được cái câu chuyện rất là cảm động khi người ta chia sẻ. Có hai ông mục sư kia đang nhóm lại thờ phượng Chúa, và đang thờ phượng Chúa và đang giảng những bài chuyện rất là tốt. Thì cuối cùng thì bị bọn AIS đó, nó nhập vào và nó bắt hai ông, và nó đem ra giữa đồng vắng để nó xử tử. Và nó đem ra giữa đồng vắng nó xử tử hai ông mục sư này. Và sau đó nó ra, nó đưa trưa hai cuốn Kinh Thánh, và nó nói là: người nào phỉ báng Kinh Thánh và chối bỏ Chúa, còn yêu thương vợ con, quay về thì nó cứu người đó, nó tha tội cho người đó. Còn người nào mà không chịu phỉ báng Kinh Thánh mà vẫn giữ đức tin thì nó sẽ bắn chết. Thì cuối cùng thì có một người đã bỏ Kinh Thánh xuống, phỉ báng Kinh Thánh, và xin ra về để được cứu, và nó thả cho về một người dẫn nó đi. Còn hai tên ít trùm mặt lại xử người này. Người này hát bài thánh ca, giơ tay lên hết lòng thờ phượng, kêu cầu với Chúa. Người này muốn nói rằng: Chúa ơi, con vốn là tội nhân, mà Ngài đã yêu thương con, Ngài đã cứu con. Bây giờ cuộc đời của con còn lại là của Ngài, mà nếu trong đêm này ngày con mà có chết á, thì con sẽ được về gặp Chúa trên thiên đàng. Nhưng mà con quyết định không bao giờ chối bỏ Ngài, không bao giờ lìa bỏ Ngài, không bao giờ sỉ báng danh Ngài, và không bao giờ lìa Ngài. Thầy ơi, ông hát thanh ca, ông ngợi khen, ông cảm tạ, ông nói là nếu Chúa không cho phép thì không có ai giết ông được. Ông đang hát như vậy, nó rút súng, nó bắn bùm 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 bùm, mà sao đạn thì bắn sẹt 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 và không đụng người đó. Ông còn hát lớn hơn nữa, và hai thằng IS nó cầm súng, nó bắn quá chừng quá, bum 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 bum, bắn chừng nào thì viên đạn được che chở, được bảo vệ đầy tớ của Chúa trong sự bình an. Ông bật ra, ông cầu nguyện trong tiếng mới, ông cầu nguyện trong ân tứ của Thánh Linh, ông cầu nguyện trong sự bảo vệ, ông cầu nguyện trong sự thăm viếng, ông cầu nguyện trong sự gìn giữ. Ông hết lòng, ông cầu nguyện hết lòng như vậy. Súng bắn hoài mà không nổ, súng bắn hoài mà không trúng, súng bắn hoài mà không chết. Cuối cùng hai tên IS đó hạ lòng xuống và nhờ ông mục sư này cầu nguyện cho hai tên IS, hai tên gian ác, hai tên hung dữ, hai tên Hồi giáo đó đã mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu vào trên đời sống của mình. Amen. Cảm tạ Chúa. Còn có người mà chối bỏ Chúa đi về như vậy, đi giữa đường và nó rút súng, nó bắn một cái, người kia chết tại chỗ. Cho nên ai vì danh Chúa mà mất sự sống mình thì người đó sẽ được cứu. Ai mà vì danh Chúa mà sẵn sàng từ bỏ đất ruộng nhà cửa, cha mẹ, danh dự, anh chị em, thì người đó sẽ được phước trong phần này, đời này, và được phước về đời sau nữa. Cho nên qua điều này tôi muốn nói với ông bà anh chị em nào,
nhờ ơn Chúa mà chúng ta hết lòng cầu nguyện với Ngài, hết lòng nhờ cậy Chúa, hết lòng chiến đấu và hết lòng đắc thắng ở trong danh Chúa Giêsu, không để ma quỷ, không để xác thịt, không để yếu đuối cám dỗ lôi kéo chúng ta, nhưng mà chúng ta hết lòng kêu cầu Chúa để Ngài bảo vệ trên đời sống của mình. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Tôi thấy trên máy của tôi là nó đổ lên tới 116 người đã tham gia buổi tối hôm nay. Mà trong 116 người đó thì có cả gia đình của họ và bạn bè xung quanh nữa, có vợ, có chồng, có con, có cái nữa. Như vậy trên buổi nhóm của chúng ta buổi tối hôm nay ít nhất phải là trên 130 người đang nhóm lại. Cho nên ngợi khen Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta ở trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ là đấng bảo vệ trên đời sống của mình. Amen. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay hứa trước mặt Chúa rằng con quyết định đứng về phía Chúa. Amen. Con quyết định không từ chối danh của Chúa. Amen. Con quyết định không sỉ bán Chúa. Amen. Con quyết định không làm coi như là bán đứng Chúa nửa đường. Hãy nhờ ơn Chúa. Amen. Tôi khích lệ quý vị mạnh mẽ tuyên xưng danh Chúa ra. Amen. Chúa nói là ai xưng Ngài ra trước mặt thiên hạ thì Ngài sẽ xưng người ở trước mặt Cha của Ngài trên thiên đàng. Amen. Ai mà chối danh Ngài trước mặt thiên hạ thì Ngài sẽ chối người ấy trước mặt Cha trên thiên đàng. Amen. Nên cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài đang hiện diện tại đây, Ngài muốn mọi người trong chúng ta dù sống hay dù chết cũng đều thuộc về Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Phaolô nói là tôi sống là ích lợi cho anh em, mà tôi chết là ích lợi cho tôi. Nhưng tôi hoặc sống hoặc chết là đều thuộc về Chúa cả. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, biết được điều đó và sẵn sàng sống chết với Chúa, tôi thiết nghĩ rằng đời sống chúng ta sẽ được kết quả trong danh của Ngài. Cảm tạ Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng. Hallelujah. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Đúng vậy, tâm linh của chúng ta rất là mạnh mẽ, tâm linh chúng ta rất là khao khát, nhưng mà đôi lúc xác thịt chúng ta nó là yếu đuối. Xác thịt chúng ta nó ngã lòng, xác thịt chúng ta nó muốn cái gì đó nó thuận tiện, nó muốn cái điều gì nó làm cho cái gì thoải mái, xác thịt chúng ta nó xúi cho chúng ta làm những điều tội lỗi. Nhưng mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta hãy nhờ ơn Chúa đắc thắng tội lỗi. Amen. Mỗi người cùng nói là nhờ ơn Chúa Giêsu. Nhờ ơn Chúa Giêsu. Nhờ ơn Chúa Giêsu. Con sẽ đắc thắng tội lỗi. Nhờ ơn Đức Thánh Linh, con sẽ mạnh mẽ trong sự cầu nguyện. Amen. Qua sự cầu nguyện mà con sẽ đắc thắng. Hallelujah. Tạ ơn Chúa tới 125 người đang xem nữa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời hiện diện với chúng ta. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài có 39, Ngài lại đi một lần nữa và cầu nguyện như lần trước. Cảm ơn Chúa, Ngài đi lại thêm một lần nữa. Ngài cầu nguyện như lần trước. Ngài cầu nguyện như lần trước là gì? Cha ơi, xin ý Cha được nên chứ không theo ý của con. Xin ý của Chúa được nên trên đất nước Việt Nam này. Xin ý của Chúa được nên trên thế giới này. Xin ý của Chúa được nên trên hội thánh của Ngài. Xin ý của Chúa được nên trên mỗi đời sống của con, để qua đời sống của con mà danh của Ngài được vinh hiển. Hallelujah. Amen. Bao nhiêu người muốn đời sống chúng ta sẽ được phước, đời sống chúng ta sẽ được đắc thắng, đời sống chúng ta sẽ làm danh của Chúa được vinh hiển. Bao nhiêu người mong muốn điều đó, đưa tay lên. Hallelujah. Bao nhiêu người mong muốn điều đó, hãy khao khát Chúa ơi, Chúa giúp đỡ trên đời sống của con. Ngài lại lần thứ ba phán cùng môn đồ rằng: bây giờ các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi giờ đã đến. Này, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy đứng dậy đi hè, kìa đứa phản ta đến rồi. Ngài đương còn phán thì tức thì Giuđa là một người trong 12 sứ đồ thoạt đến với một đốm toán đông cầm gươm và gậy, bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và người trưởng lão phái đến vả đứa phản Ngài cho chúng một dấu hiệu, hễ tôi hôn ai ấy là người đó, hãy bắt nó và điệu đi cho cẩn thận. Chúng ta cẩn thận chỗ này. Chúng ta biết rằng không phải tất cả những người hôn chúng ta đều là người thương thật chúng ta đâu. Không phải tất cả những người cúi cúi lại lại trước mặt chúng ta, khen chúng ta đều là bạn của chúng ta đâu. Cho nên tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta tỉnh thức trong chuyện này. Đừng quá mê những con người khen mình, cũng đừng quá mê những con người đội mình,
Cũng đừng quá mê những con người mà tung cao mình, tôn cao mình, tung hô mình lên. Ngày hôm nay người ta đưa mình lên, rồi ngày sau ngày sẽ họ sẽ đạp mình xuống. Giuđa Iscariot đến hôn ngài. Hôn ngài, cái hôn không phải là cái hôn của sự yêu thương, mà cái hôn của sự phản bội. Cho nên chúng ta biết rằng đôi lúc có người chê chúng ta, họ là thầy của chúng ta. Đôi lúc có người mà góp ý chúng ta, họ là thầy thật của chúng ta. Nhưng mà đôi lúc có người khen chúng ta, hãy cẩn thận coi chừng là kẻ thù của chúng ta. Quý vị ơi, nhờ ơn Chúa, tôi muốn khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy biết được rằng cái người khen chúng ta mà khen đúng á, họ là bạn của mình. Cái người khen chúng ta họ khen sai á, họ là kẻ thù của mình. Nhưng mà cái người chê chúng ta mà chê đúng á, họ là thầy thật của chúng ta đó quý vị ơi. Họ là thầy thật của chúng ta đó. Cho nên nhờ ơn Chúa, Giuđa Iscariot cũng vì ba đồng tiền mà ông đã đến và ông bán Chúa Giêsu cho người khác. Nhờ ơn Chúa, tôi muốn khích lệ cho hội thánh buổi tối hôm nay hãy cầu nguyện để chúng ta đừng vì những cái đồng tiền nho nhỏ mà bán rẻ danh của Chúa. Đừng vì nhan sắc của cô gái chân dài nào đó mà chúng ta bán rẻ đi danh dự. Đừng vì nhan sắc của cô gái nào đó mà chúng ta bán rẻ đi hôn nhân của chúng ta. Cũng đừng vì cái nhan sắc của một người nào đó mà chúng ta bán rẻ đi danh của Chúa qua đời sống của mình. Nếu chúng ta không cẩn thận thì mỗi một người trong chúng ta trở thành cớ dấp phạm cho những người hàng xóm. Chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành như là cái gai, cái rác cho những người nói là mấy người này theo đạo Tin Lành. Tin Lành gì? Tánh rình chứ Tin Lành gì? Không, hậu thánh Tin Lành của Chúa. Tin Lành phải tỏa mùi hương của Đấng Christ. Amen. Amen. Tin Lành phải tỏa mùi hương của Đấng Christ. Đừng bán rẻ linh hồn chúng ta qua những nhan sắc. Đừng bán rẻ linh hồn chúng ta qua những cái đồng tiền. Đừng bán rẻ linh hồn của chúng ta qua những sự cờ bạc. Đừng bán rẻ linh hồn chúng ta qua những cái sự mà hút sách bậy bạ, say sưa luân tuồng và tội lỗi. Nhưng hãy nhờ ơn Chúa bảo vệ đời sống chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Thánh Linh để che chở, bảo vệ, gìn giữ chúng ta trong dòng huyết của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy Giuđa đến rồi, liền lại gần ngài mà nói rằng: lại thầy. Rồi nó hôn ngài. Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giêsu. Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra, đánh một đứa đề tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tay đi. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng chúng rằng: các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như kẻ trộm cướp. Ta hằng ở giữa với các ngươi, giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt ta. Nhưng điều này sẽ đến để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Amen. Mọi chuyện nó xảy ra để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Virus Corona xảy ra để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Động đất xảy ra ở tại Do Thái ngày cách đây mấy ngày cũng để được cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Khắp mọi nơi động đất, khắp mọi nơi đều khó khăn, khắp mọi nơi đều hạ lòng, khắp mọi nơi đều chết chóc, để cho chúng ta biết rằng đó là những lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nếu mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không cho phép thì Giuđa Iscariot không thể nào bắt được ngài. Nếu Chúa Giêsu không cho phép, những người thông giáo và người Pharisee, những thầy thượng phẩm này không thể nào bắt được ngài. Nhưng ngài cho phép xảy ra để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, để chương trình Đức Chúa Trời được hình thành, để sự cứu rỗi được hoàn tất. Amen. Amen. Và tôi tin chắc rằng nếu mà Đức Chúa Trời không cho phép, COVID-19 không được xuất hiện trên thế giới này. Yên lặng hết. Yên lặng hết. Nhưng riêng tôi tin vào điều đó. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì không có việc gì xảy ra. Nhưng ngài cho phép, đó cũng là có một chương trình tuyệt vời của ngài. Chương trình tuyệt vời của ngài. Chương trình của ngài đến để đưa lòng cha trở về lòng con, để đưa con người ta từ bỏ cái sự xấu xa tội lỗi, để đưa con người ta từ bỏ cái chuyện đồng tình luyến ái, cái chuyện tội lỗi gian ác còn hơn thành Sodom và Gomorrah phải tan biến, để con người ta thật sự ăn năn quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời, ăn năn tìm kiếm ngài, ăn năn thờ phượng ngài, để rồi tội được tha và linh hồn được cứu.
Bao nhiêu người Bồ Tát hôm nay tin chắc rằng những chuyện xảy ra trong những ngày qua là để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Vì sao? Vì trước đó Chúa Giêsu đã cầu nguyện chưa? Cầu nguyện rồi. Và có một số người bảo tôi, ủa, Chúa Giêsu cầu nguyện mà tại sao lại người ta còn bắt ngài? Ồ, tôi cũng cầu nguyện mà tại sao mà tôi gặp khó khăn? Đất nước Mỹ cũng cầu nguyện mà tại sao đất Mỹ cũng gặp sự chết chóc? Tại sao? Ồ, vừa rồi tôi đã xem một cái vấn đề là lý do mà dịch bệnh corona xảy ra là sao? Người ta đã đem Kinh Thánh ra khỏi trường học, người ta đã cho đồng tình luyến ái được tự do, người ta đã tự cho do vấn đề mà hiếp dâm rồi ngoại tình rồi thờ cúng hình tượng rồi tự do mê tín gì đó. Một số nước họ đã lung túng trong tội lỗi, tự do trong việc mà hành dâm với thuộc linh thuộc thể rồi tội lỗi khắp mọi nơi như vậy, đã chọc giận Đức Chúa Trời. Họ đưa Đức Chúa Trời ra khỏi đất nước, họ đưa Đức Chúa Trời ra khỏi gia đình, họ đưa Đức Chúa Trời ra khỏi trường học, thậm chí có một số nơi là họ đưa Đức Thánh Linh ra khỏi trong nhà thờ của họ. Họ cậy sức riêng, họ làm theo chương trình, họ làm theo kế hoạch, họ làm theo truyền thống, họ làm theo thói quen, họ đẩy Đức Thánh Linh ra khỏi như vậy. Quý vị ơi, họ đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời rồi. Điều đó đã được báo trước rồi. Amen anh hùng. Cho nên chúng ta biết rằng điều gì Đức Chúa Trời đã báo trước thì những điều đang xảy ra để được ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta biết được điều này, chúng ta sẽ vui mừng, chúng ta sẽ cảm tạ, chúng ta sẽ biết được rằng cái đằng sau của cái năng đề đó, cái đằng sau của mà Joseph bị quăng xuống hố đó là Joseph ơi, ngươi sẽ được bán qua xứ Ai Cập. Đằng sau của sự bán qua Ai Cập á, ngươi sẽ được làm nô lệ trong nhà của Potiphar. Mà đằng sau của bà vợ Potiphar mà vu khống tội lỗi cho ngươi á, thì ngươi sẽ bị vô trong tù. Mà đằng sau của tù đó, ngươi sẽ gặp hai người tù kia, hai quan kia. Mà đằng sau của hai người quan kia quên ngươi á, thì ngươi sẽ được ra nói chuyện trước mặt vua. Và đằng sau cái bức màn của tù đài á, thì ngươi trở thành một vị tể tướng. Amen. Cho nên Đức Chúa Trời ban phước trên mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Trời muốn làm những việc lạ lùng để cho mỗi người trong chúng ta biết rằng cái đằng sau của sự thử thách là một phước hạnh ẩn dấu. Đằng sau tất cả những cái sự kí đinh đó là cứu rỗi cho nhân loại. Đằng sau của sự bùa mã là linh hồn của cả thế giới này được cứu lên thiên đàng. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa trong mọi sự. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì đó là chương trình của Chúa Trời. Chúa Giêsu đã bị bắt cũng cảm ơn Chúa, đó là chương trình của Ngài. Chúa Giêsu bị chết trên thánh giá cũng tạ ơn Chúa vì đó là chương trình của Ngài. Chúa Giêsu đã chôn xuống mồ mả cũng là chương trình của Đức Chúa Trời. Và quan trọng là Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu đã thăng thiên và Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại để đưa mỗi người chúng ta về nơi thiên đàng. Tại nơi thiên đàng không có Covid-19, tại nơi thiên đàng không có vấn đề mà lò thiêu, tại nơi thiên đàng không có bệnh viện, tại nơi thiên đàng không cần đeo khẩu trang, tại nơi thiên đàng không cần phải cấm buôn cấm bán. Tại nơi thiên đàng chúng ta được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại nơi thiên đàng không còn nhóm online, tại nơi thiên đàng không còn giảng qua mạng, tại thiên đàng không cần phải người này chỗ kia, nhưng mà hết thảy chúng ta ngày đêm đều thờ phượng Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hãy ngợi khen và cảm tạ Chúa, hãy cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành Ngài đang làm cho nhân loại này, hãy cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành Ngài đang làm cho những kẻ yêu mến Ngài, hãy cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành Ngài đang làm cho những kẻ nào thật sự quay lại thờ phượng Ngài. Tại nơi thiên đàng vinh hiển đó, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của chúng ta. Tại nơi thiên đàng vinh hiển đó, chúng ta sẽ không còn sự khóc lóc kêu ca hay là sự đau đớn nữa. Hallelujah. Ở nơi thiên đàng không thiếu khẩu trang. Tại vì sao? Không ai xài khẩu trang. Ở nơi thiên đàng không thiếu nước rửa tay. Vì sao? Nơi đó đã mặc mộc thân thể vinh hiển rồi. Ở tại nơi thiên đàng và chúng ta sẽ không thiếu máy thở oxy vì Chúa là nguồn thở chính của chúng ta. Ở nơi thiên đàng không cần phải trả tiền nhà hàng tháng. Ở nơi thiên đàng không cần phải trả tiền bill. Ở nơi thiên đàng không cần phải đi vay tiền. Nhưng ở thiên đàng là chúng ta được trọn vẹn trong dòng huyết của Chúa, trọn vẹn trong tình yêu của Ngài, trọn vẹn trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu dành cho nhân loại này. Cho nên tất cả những điều đó được xảy ra, đó là làm trọn những điều gì Kinh Thánh đã phán bảo. Cho nên quý vị ơi,
Đừng nói là tôi cầu nguyện mà tại sao tôi vẫn còn gặp khó khăn. Tôi cầu nguyện mà tại sao tiệm bún của tôi bị đóng, đúng không chị Tiên? Không, cảm ơn Chúa. Đôi lúc Chúa cũng muốn cho anh nghiệp với chị Tiên nghỉ một vài bữa vậy á, hai vợ chồng vui vẻ trò chuyện với nhau, chứ bán riết hồi không có thời giờ với nhau. Hãy cảm tạ Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn là tốt lành. Amen quốc, Chúa luôn luôn là tốt lành. Chào chị Thu Hà, Chúa ở cùng chị. Tạ ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu ngài bảo rằng những điều đó xảy đến để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Chúng ta biết rằng hãy cầu nguyện để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên đất nước Việt Nam chúng ta. Hãy bước vào trong sự cầu nguyện để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên gia đình của mình, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên mỗi người trong chúng ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Amen. Chúa ban phước cho Bắc Dung. Hãy nhờ ơn Chúa mà cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện và tin chắc rằng việc chúng ta cầu nguyện là chúng ta hết lòng cầu nguyện. Còn xảy ra như thế nào là xin ý Cha được nên chứ không theo ý của con. Đừng có bước vào trong sự cầu nguyện mà bắt Chúa làm theo ý của mình hoài. Đừng có bước vào cầu nguyện á, Chúa ơi sao con thấy con vợ của thằng hàng xóm đẹp quá, Chúa ơi Chúa cho nó chết đi để con lấy. Đừng có cầu nguyện kiểu đó. Hay là Chúa ơi sao Chúa thấy nhà kia nó đẹp quá, Chúa làm cho tự nhiên giờ nó định chết hết thì cho con cái nhà đó. Đừng có cầu nguyện kiểu đó. Cầu nguyện ích kỷ như vậy là cầu nguyện không đúng. Chúa ơi Chúa làm cho cái người này người kia bị này bị nọ, mà Chúa làm cho tại sao cái hội thánh kia nó được phát triển, tại sao hội thánh kia nó được phước, hội thánh con được phước, Chúa làm cho hội thánh kia thua hội thánh con này. Đừng có cầu nguyện kiểu đó. Chúng ta làm không được mà hội thánh khác làm được thì chúng ta phải cảm tạ Chúa. Amen. Hãy cảm tạ Chúa. Amen. Hội thánh mình mà không xây được mà người hội thánh khác xây được là chúng ta cảm ơn Chúa. Tại sao mấy cái chùa nó xây to không ai kiếm chuyện hết mà nhà thờ xây to lại kiếm chuyện? Đó là tư tưởng của ai? Xác thịt tư tưởng của ma quỷ. Nó không được. Chúng ta biết rằng tại sao mà cờ bạc, bia rượu, quán xá nó phát triển đầy dẫy, không ai bực bội hết, mà hậu thánh hàng xóm, hậu thánh cùng hệ phái hoặc khác hệ phái của mình phát triển cái mình khó chịu. Tại sao? Hậu thánh phát triển thì mình phải mừng chứ. Amen. Amen không? Nhà thờ được xây lên thì mình phải mừng chứ, đúng không? Con cái của Chúa mà mạnh mẽ mình phải mừng chứ. Amen. Ví dụ như buổi tối mà tôi giảng và tới 100 mấy chục người cái máy theo dõi như vậy, quý vị phải mừng chứ. Quý vị làm không được điều đó mà Chúa dùng người khác làm được thì phải mừng chứ. Amen. Tôi không giảng bậy, tôi đang giảng Kinh Thánh. Mà nếu tôi nói bậy thì quý vị cấm tôi được. Tôi mắc cười. Có một lần khi tôi giảng về sự tha thứ, có người đòi đánh tôi. Chàng ơi, tại sao? Đừng. Nếu mà tôi giảng về sự hận thù á, tôi giảng về sự trả thù, tôi giảng về bậy bạ thì đồ đánh tôi thì tôi chấp nhận. Còn tôi giảng về sự tha thứ thì chúng ta nên tiếp nhận. Vì Chúa Giêsu người nói là ta tha thứ cho các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải tha thứ cho nhau thì ấy. Amen. Hãy nhờ ơn Chúa mà mạnh mẽ lên, phải mờ nhờ ơn Chúa mà tiến lên để làm xong công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Tôi xin đọc lại. Ta đã giảng trong đền thờ các ngươi không bắt ta, nhưng điều ấy xảy đến để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Chúng ta cùng nói là lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm cho ai? Cho những người cầu nguyện. Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm cho ai? Cho những người tìm kiếm Chúa. Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm cho những kẻ nào thật sự cầu nguyện với Ngài. Thật sự nếu chúng ta cầu nguyện như vậy á, Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm trên đời sống chúng ta. Mà ứng nghiệm không phải là một điều tốt hết đâu nha. Ứng nghiệm đó là Chúa Giêsu đang bị bắt. Chúng ta cứ cầu nguyện Chúa ơi, Chúa cho hội thánh của Chúa đừng bao giờ bị bắt. Nhưng mà không. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Trước đây á, tôi chưa bao giờ giảng theo cái kiểu này. Nhưng mà tạ ơn Chúa qua cái điều này mà bây giờ tôi đã giảng theo kiểu này. Cho nên tạ ơn Chúa tôi đang giảng trực tiếp, nhưng rất là thân cận gần gũi. Mà cảm ơn Chúa, chưa bao giờ tôi giảng mà có người bị phàn nàn. Tại vì sao? Tôi giảng cái một chiều không có ai nói cả. Cho nên cảm ơn Chúa, những lúc tôi giảng như vậy, cả 100 mấy chục người đang theo dõi như vậy, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa nói là mọi sự đó đã xảy đến để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho Kinh Thánh được ứng nghiệm trên đời sống quý vị.
Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện Kinh Thánh được ứng nghiệm trong gia đình của quý vị. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên hậu thánh của Ngài, nơi mỗi người trong chúng ta nhóm lại. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên dân tộc Israel hay là dân tộc Do Thái. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho Kinh Thánh được ứng nghiệm trên đất nước Mỹ. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên tất cả các hậu thánh trên thế giới này. Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm để rồi cho mọi người thấy rằng quả thật vật chất của cải là phù du, tất cả đều là tạm bợ và qua đi theo thời gian và năm tháng, nhưng mà linh hồn chúng ta mới còn vĩnh cửu nơi thiên đàng mà thôi. Amen không quý vị? Amen không? Lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm qua những con người biết cầu nguyện. Buổi tối hôm nay ai là người cầu nguyện? Tôi cầu nguyện cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm trên đời sống của quý vị. Chúa nói, ấy chẳng phải các ngươi chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi vào kết quả. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho những người nghe lời của Chúa buổi tối hôm nay, quý vị và tôi sẽ là những người ra đi, và chúng ta sẽ trở thành những con người kết quả, và trái chúng ta sẽ thường được đậu luôn. Và mọi điều chúng ta xin trong lúc cầu nguyện sẽ được thành cho. Amen. Lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Chúa nói là trong những ngày sau rốt này có những thời kỳ khó khăn, người ta sẽ tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, vô tình, khó hòa thuận, thù người lành, lương thầy, phản bạn. Đủ điều nó xảy ra vậy. Trong những ngày sau rốt này sẽ có thời kỳ khó khăn. Tôi thấy cái thời kỳ đang ở khó khăn thiệt á. Chưa bao giờ mà tôi thấy là máy bay cấm bay, xe cấm chạy, tỉnh nào ở tỉnh đó, làng nào ở làng đó, nhà nào ở nhà đó, quán bún không được bán, và tiệm hớt tóc không được hớt, tiệm cà phê không được uống. Ô chưa, phải nói là đủ thứ sự khó khăn ở trên thế giới, người ta đang căng thẳng đủ điều trơn vậy. Xin huyết Chúa Giêsu ngày bao phủ mỗi người trong chúng ta, dinh giữ mỗi người trong chúng ta. Amen. Amen chị Thủy. Giuse đoạn 1 câu số 8 cho chúng ta biết rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Amen. Lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Phải lỡ nghiệm. Bây giờ mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. Bỏ ngài và trốn đi cả. Tuần trước, cách đây mấy ngày thì chúng ta học về sự trung thành. Sự trung thành của Ruth đối với Naomi. Naomi trung thành với Đức Chúa Trời. Elise trung thành với Eli. Giô-suê trung thành với Mô-sê. Và phước hạnh đã đến với những con người trung thành. Nhưng mà tại đây là bây giờ mọi người bỏ ngài và trốn hết cả. Tôi cầu nguyện cho qua mùa thương khó này, xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em đừng bỏ ngài và đừng trốn hết cả nha. Đừng bỏ Chúa Giêsu, đừng trốn hết cả. Tôi đang nói ở trong, tôi đang đọc ở trong sách Mác đoạn 14 câu số 50 rõ ràng, bây giờ mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. Đừng bỏ ngài, đừng trốn đi cả. Đừng trốn Đức Chúa Giêsu, đừng bỏ ngài. Bỏ ngài con biết theo ai thầy ơi, vì ngài có lời của sự sống. Ngoài Chúa Giêsu ra ai cứu rỗi được mỗi người trong chúng ta? Tại sao họ bỏ ngài? Tại sao họ trốn? Tại vì họ thiếu cầu nguyện, đúng không? Tại vì phía trên họ không cầu nguyện, phía dưới họ trốn, đúng không? Nhưng mà nếu họ trên họ cầu nguyện giống như Chúa Giêsu á, phía dưới họ sẽ không trốn. Họ sẽ cùng hưởng cái gọi là sao? Hưởng sự thương khó của Chúa Giêsu. Họ nếm được cái mùi thương khó của Chúa Giêsu. Câu 51, có một người trẻ tuổi kia theo ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình. Chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại ở trùng và chạy trốn khỏi tay chúng. Bỏ cởi trần cái trùng và trốn chạy khỏi tay chúng luôn, bắt đầu lõa lùa luôn. Tại vì sao? Ở trên cái lon ngủ, cho nên ở dưới bỏ chạy. Nhưng ở trên cầu nguyện thì ở dưới cũng đã ở lại rồi. Tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta đang nghe qua chương trình buổi tối hôm nay, nhân cái chương trình Chúa Giêsu chịu thương khó, tôi cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta hãy học nơi tinh thần của Chúa Giêsu, biết sự khó khăn đang xảy đến thì cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, biết sự khó khăn xảy đến, hãy chấp nhận và xin ý Chúa được nên. Và sau khi mình chịu thua, chịu thiệt, mình chịu chết đi cái của mình, thì cái của Chúa sẽ sống động trên đời sống của mình.
Chúa Giêsu ngài có quyền đắc thắng được điều đó. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu đắc thắng được cái đinh, Chúa Giêsu đắc thắng được cái giáo, Chúa Giêsu đắc thắng được tài thập tự giá, thì người ta không nhắc đến tên Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu phải chấp nhận ý của Đức Chúa Cha được nên, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Thì ngay lúc đó Chúa Giêsu đã văng vẳng 21 thế kỷ trôi qua, và danh của ngài, công việc của ngài, sự hy sinh của ngài vẫn còn hiệu quả cho đến ngày hôm nay, và tiếp tục mãi mãi về sau, và cho đến tận nơi thiên đàng vĩnh cửu, đời đời đều nhắc đến những cây đinh, đều nhắc đến những cây giáo, đều nhắc đến sự hy sinh Chúa Giêsu tại nơi thập tự giá. Cái đôi lúc chúng ta chịu hy sinh một chút để rồi chúng ta được phước đời đời. Buổi tối hôm nay một lần nữa tôi nhắc lại là đôi lúc Chúa muốn mỗi người trong chúng ta cầu nguyện để hy sinh một chút, bị đau một chút, để rồi chúng ta được phước đời đời. Amen. Chịu đau một chút, chịu hy sinh một chút, để rồi được phước đời đời, hơn là chúng ta trốn chạy khỏi cái sự đau đớn, trốn chạy khỏi sự thử thách, để rồi chúng ta mất phước đời đời. Một, chịu đau đớn, chịu đóng đinh, chịu thua thiệt một chút để được phước đời đời. Hai là chúng ta từ chối điều đó, chịu sự thoải mái, chịu sự sung sướng một chút để rồi chúng ta mất phước đời đời. Cho nên tôi biết được những câu chuyện đã nhắc nhở chúng ta trong Kinh Thánh thật là tuyệt vời. Khi một con người nào bằng lòng hy sinh, khi một con người nào bằng lòng chịu trả giá, con người đó luôn luôn được phước, luôn luôn được Đức Chúa Trời sử dụng, luôn luôn mà được nổi tiếng, được phước hạnh và hưởng tất cả những điều tốt lành từ Đức Chúa Trời ban trên đời sống của họ. Nên tạ ơn Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay, tôi muốn dùng lời Kinh Thánh buổi tối hôm nay khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy tiếp tục ở trong sự cầu nguyện trong sự đầu phục Đức Chúa Trời, cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời, cầu nguyện phó thác, cầu nguyện trình dâng, cầu nguyện trong sự cảm tạ, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, và cầu nguyện lớn tiếng, cầu nguyện âm thầm, cầu nguyện từ đáy lòng, làm bất thứ cứ cầu nguyện nào để lời cầu nguyện chúng ta được thấu đến, được đạt đến ý muốn Đức Chúa Trời. Nhờ ơn Chúa hãy tiếp tục ở trong sự cầu nguyện. Nhân cái ngày lễ mà thương khó này, tôi gửi đến cho mỗi người trong chúng ta biết rằng Chúa yêu mỗi người trong chúng ta, hãy hy sinh một chút để được phước đời đời. Amen. Chúa ban phước cho Hồng Ngọc Ruby, Chúa giúp đỡ cho Phạm Chi Chi, giúp đỡ cho tất cả mọi người trong chúng ta hãy chấp nhận hy sinh một chút để rồi được phước đời đời, chịu bắt bớ một chút để rồi được phước đời đời. Amen. Thầy Quân cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.